Chào các bạn. Sau ngày thấy nước hôm qua thì nước bể mình đã trong trở lại. Và mình tiến hành là nâng mức nước ở trong bể lên 30 phân. Hiện giờ bể của mình nó có độ sâu là 1 mét và dung tích khoảng 1,4 khối. Thì trong cái ngày hôm qua mình xem thì thấy rất nhiều bạn, cũng như là trong tuần vừa rồi, bởi vì hiện giờ là thời tiết giao mùa, thì có rất nhiều bạn là cá của các bạn đã bị tình trạng nhiễm khuẩn và cần phải sử dụng kháng sinh để điều trị cho cá. Thì trong khuôn khổ của video ngày hôm nay, mình sẽ review cho các bạn những cái bài thuốc mang tính truyền miệng mà mình đã sử dụng trước đây khi các bạn chơi cá lâu rồi. Trước đây chắc cũng đã từng sử dụng những cái bài thuốc truyền miệng được tổng hợp vào trong một cái ảnh. Đây, để mình cho các bạn xem là ảnh nào nhé. Đó là bức ảnh này. Và sau đó mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách sử dụng kháng sinh, cũng như là những kinh nghiệm của mình trong quá trình mình chữa bệnh cho cá bằng kháng sinh, để cho những bạn nào mà chưa biết dùng thuốc hoặc cá đang bị ốm mà chưa biết cách chữa. Nếu do nhiễm khuẩn thì có thể cứu được cá bằng việc sử dụng kháng sinh. Rồi, đầu tiên là trải nghiệm của mình về việc sử dụng những cái bài thuốc truyền miệng ở trong cái ảnh bên phía tay trái của các bạn đang nhìn thấy. Đầu tiên là muối. Muối thì mình sẽ không nói nữa, bởi vì mình đã có video nói chi tiết về cái cách mà mình sử dụng muối. Các bạn có thể bấm vào cái đường link nó hiện ra bây giờ. Sau đó là cái số 2 là cái nấm trắng. Nấm trắng này thì đánh sưởi 32 độ và 300g muối. Cái nấm trắng nhẹ Dominity này mình cũng đã làm theo. Và mình có cho thêm xanh methylene vào. Thì kết quả là cá nó cũng đã hết bệnh khi mà mình sử dụng phương pháp thứ hai. Cái phương pháp thứ ba, đó là khi mà cá bị đỏ mình, nổi gân máu, xù vẩy. Mình chưa từng thành công với cách chữa trị của phương pháp thứ ba này, cũng như là phương pháp thứ tư, đó là dùng Megana. Phương pháp thứ ba là dùng Tetracycline. Cả hai cách thứ ba và thứ tư này mình điều trị không thành công, có thể những bạn khác điều trị thành công. Còn mình đã điều trị cách thứ ba và cách thứ tư này, kết quả cá của mình đã chết lăn quay. Ok, cách thứ năm đó là cách nấm nặng dạng mảng, nấm mang. Nấm mang thì mình đã nói rồi, có một video về nấm mang đây, các bạn có thể bấm vào cái đường link này, đường link hiện ra này, để các bạn xem về nấm mang. Còn nấm dạng mảng là sẽ chữa được, và nấm mang không phải do virus cũng sẽ chữa được. Thì các bạn có thể đánh theo cái thuốc ở đây của phương pháp số 5 khi bị nấm, đó là 5 viên Micoginac cộng 400g muối trên 1 lít nước. Thì cái cách này sử dụng để trị những cái nấm do bào tử nấm gây ra là hiệu quả. Mình đã sử dụng rồi và mình thấy ok. Cái thứ 6 là cá lờ đờ, không biểu hiện bệnh ra bên ngoài. Sử dụng bằng cách điều trị bằng kháng sinh Cepha dành cho người. Và mình cũng đã sử dụng rồi, cá mình lại lăn quay ra, ngỏm. Và nó có biểu hiện dạng như kiểu rất khó chịu, và kiểu nó bị còn sốc thuốc nữa, trong khi mình đánh đúng như cái liều mà thuốc hướng dẫn, cũng như là biểu hiện của cá của mình cũng là cá lờ đờ và không biểu hiện bệnh ra ngoài. Thì như vậy là trong cái bảng phía bên tay trái này, mình thấy có cách số 2, số 5 là sử dụng được hợp lý. Còn cách số 1, số 3, số 4, số 6 các bạn cần cân nhắc khi sử dụng, bởi vì mình đã thất bại trong việc dùng những cái cách mình bảo là không được ổn cho lắm ở bên bảng bên tay trái này, nếu mà các bạn dùng để các bạn chữa cá. Rồi, ok. Tiếp theo là đến vấn đề sử dụng kháng sinh cho cá. Biểu hiện của cá của các bạn khi mà cần sử dụng kháng sinh, đó là thường là xuất huyết này, vây này, đuôi này. Nghĩa là vây đuôi của nó đỏ ửng lên ấy. Người dọc hai bên lưng là cũng bị đỏ. Nhiều khi còn nổi cả gân máu. Hoặc là mõm của cá cũng bị đỏ rực lên. Thì đấy là những cái biểu hiện mà dễ nhìn thấy nhất khi mà cá bị nhiễm khuẩn và cần sử dụng kháng sinh.
Đôi khi có những cái tình trạng nhiễm khuẩn nó ảnh hưởng đến nội tạng của cá cũng như là phải vạch mang của cá ra để xem thì mới biết là cá của bạn nó đang bị bệnh. Còn bình thường là một số cái mà liên quan đến gan thận các thứ nó sẽ khó biểu hiện ra ngoài hoặc là ít biểu hiện ra ngoài hơn. Trừ khi bệnh nó đã trở nặng rồi thì các bạn mới có thể nhìn thấy là gan thận cá của nó sưng to hoặc là hậu môn của cá chảy máu thì lúc đó các bạn mới biết là cá của mình là đã đang bị bệnh và đang bị nhiễm khuẩn các thứ rồi. Và khi các bạn cá của các bạn nó bị nhiễm khuẩn thì việc của các bạn cần sử dụng đó là sử dụng kháng sinh, hoặc kháng sinh các bạn cũng có thể sử dụng khi cá của bạn bị nhiễm những cái virus về nấm mang này, bệnh ngủ này, virus mùa xuân này. Bởi vì trong quá trình mà cá bị nhiễm virus thì sức đề kháng của cá rất yếu và sẽ bị các loại vi khuẩn khác nó tấn công, gây nên tình trạng bội nhiễm, tức là vừa nhiễm virus vừa nhiễm khuẩn, thì các bạn cũng cần sử dụng kháng sinh để tiêu diệt những cái con khuẩn mà nó tấn công cá. Còn virus thì là cá sức đề kháng của cá nó sẽ tự chống trị lại, tự chống lại được nếu con cá nó khỏe, chứ không có cái thuốc nào để các bạn tiêu diệt con virus cả. Nên là các bạn chỉ có thể sử dụng kèm kháng sinh để tiêu diệt những cái con khuẩn mà gọi là khuẩn cơ hội nó tấn công cá của bạn khi mà cá của bạn bị virus, sức đề kháng nó yếu đi rồi. Trong nhiều trường hợp thì mình thấy các bạn khi xử lý vấn đề nhiễm khuẩn cho cá bằng kháng sinh, các bạn thường sử dụng tetra. Tuy nhiên thì mình thấy nếu mà các bạn sử dụng tetra dành cho thủy sản thì có lẽ nó sẽ tốt hơn tetra cho người. Tetra khi mà cái tetracycline ấy, khi mà sử dụng cho động vật thủy sản cũng như là cho cá koi của các bạn, nó rất hay dẫn đến một cái biến chứng, đó là nó làm chết những cái vi sinh đường ruột và ảnh hưởng rất không tốt đến hệ tiêu hóa của cá, và sau này làm cho cá khả năng bị chậm lớn, bị còi hay là bị tóp ruột các thứ. Nói chung là đã có những con cá của mình gặp rồi và mình không khuyến khích các bạn sử dụng tetra. Thì bây giờ nếu như không sử dụng tetra thì các bạn có thể sử dụng những cái kháng sinh gì để các bạn chữa cho cá của các bạn? Nói về kháng sinh thì khi mà các bạn chữa cho cá thì các bạn cần biết rằng có ba con đường để cho kháng sinh vào trong cơ thể của cá. Đường thứ nhất đó là cho cá ăn. Đường thứ hai đó là ngâm cá ở trong nước có chứa kháng sinh, và đường thứ ba đó là tiêm. Thì đường thứ nhất thường là các bạn sẽ ít khi sử dụng, bởi vì con cá của các bạn thường nó sẽ bị nặng rồi các bạn mới bắt đầu để ý đến vấn đề là trên cơ thể nó có những cái sự thay đổi và các bạn chữa. Thì nhiều khi là con cá nó bị nặng rồi nó sẽ bỏ ăn, nên là việc chữa trị con cá sẽ tương đối là khó, bởi vì nó bỏ ăn thì sẽ không thể trộn thuốc vào trong thức ăn để vứt xuống cho nó ăn được. Lúc đó con cá nó đã yếu rồi và các bạn mới nhận ra là con cá của mình nó đang bị bệnh. Vì vậy các bạn sẽ thường sử dụng cái phương pháp thứ hai và phương pháp thứ ba để chữa trị cho cá. Nếu như các bạn sử dụng phương pháp cho ăn, phương pháp thứ nhất thì khi các bạn mua những cái loại kháng sinh mà mình khuyến nghị cho các bạn thì nó đều có liều lượng sử dụng đi kèm khi mà các bạn mua về các bạn dùng. Ok, mình sẽ nói về phương pháp thứ ba trước, cũng là cái phương pháp mà mình cảm thấy vô cùng hữu hiệu khi mà các bạn chữa cho cá cũng như là nhiều con cá nó bị khuẩn rất là nặng và cũng vẫn được nhiều người cũng như là mình cũng đã chữa thành công cho những cái con cá nó bị khuẩn nặng. Đó là phương pháp tiêm. Thuốc mà để dùng tiêm cho cá hiện giờ được nhiều anh em người ta dùng và nó phổ biến cũng như là mang lại hiệu quả cao, đó là thuốc Bay Chi. Đây, đây là hình ảnh của thuốc Bay Chi, mình sẽ trích xuất ra cho anh em xem. Cái thuốc này là Bay Chi, là nó xuất xứ từ Đức. Tác dụng điều trị rất là hiệu quả khi mà các bạn tiêm cho cá của các bạn những cái bệnh nó bị nhiễm khuẩn. Nên là được nhiều anh em người ta chơi coi, người ta tin dùng, và giá của nó cũng tương đối cao. Khi các anh em mua một lọ đó là rơi vào khoảng 600 ngàn đồng một lọ 100 ml, là Bay Chi 5%. Thì nhiều anh em nếu mà chơi không không gọi là không có quá nhiều chi phí để cho thuốc men cho cá thì khi sử dụng Bay Chi này sẽ tương đối là tốn kém, bởi vì một cái chai Bay Chi này dùng được rất nhiều cá, dùng được khá là nhiều cá,
À, tuy nhiên thì không phải là cả anh em tiêm hết cho toàn bộ hồ mà chỉ chữa những cái con mà nó bị khuẩn hoặc những con mà anh em bị nghi ngờ nó bị khuẩn thôi. Nên là việc mà khi anh em mua một chai về thì nó thừa và sau này cũng không biết là đến bao giờ anh em mới sử dụng lại cái chai này để anh em chữa cho cá. Nên theo mình đánh giá thì hiệu quả của nó rất tốt. Tuy nhiên thì mức giá của nó là hơi cao so với nhiều anh em chơi coi ở gọi là nuôi cho vui các thứ thì sử dụng cái thuốc này nhiều khi nó sẽ tốn kém. Đây là đoạn video mình trích xuất ra từ video của em Nguyễn Hải Phước làm trại cá bên Đông Anh và đã có xin phép em ý trước khi mình sử dụng những video của em ấy rồi. Thì cái thuốc này cũng được Phước dùng để tiêm cho cá của khách khi mà cá bị nhiễm khuẩn, thối vây, thối thân, nói chung là lở loét khá là nặng. Và đặc biệt là những cái cách chữa trị thông thường cho cá mà bị lở loét thì sẽ khá là khó lành. Một số bạn thì vẫn sử dụng, một số bạn chia sẻ trên YouTube cũng như Phước trước đây cũng chia sẻ về vấn đề là cá nó bị sù vẩy, thối vây thối thân thì vẫn có, nếu mà bị nhẹ vẫn có thể dùng xanh metilen cũng như là thuốc tím sát khuẩn và bôi cho cá vào cái chỗ vết thương được. Tuy nhiên mà khi mà cá nó bị quá nặng rồi thì như cá của mình trước đây cũng đã từng bị loét nặng thì mình sử dụng những cái phương pháp là sử dụng xanh metilen sát trùng cũng như là cồn iốt các thứ và cái loại mà bôi vào nó màu vàng vàng ấy cũng như là bôi xanh metilen hay bôi thuốc tím vào thì cá nó sẽ vẫn không khỏi cho đến khi mà mình tiêm thuốc thì cá nó mới ok hơn. Tuy nhiên thì là cái vết loét đấy nó đã ăn vào quá sâu vào tận xương bên trong của con cá rồi nên là con cá nó sẽ vẫn bị chết khi mà con cá nó quá yếu. Như vậy là mình thấy là cái việc tiêm thuốc này nó sẽ rất là hiệu quả cho cá, giống như là đàn cá này của anh áo xanh đang nuôi cá này phải, thì là cá của anh ấy đã bị lở loét ở người khá là nặng, chung là tình trạng nhiễm khuẩn khá nặng và Phước đã phải dùng thuốc này để tiêm cho những cái chú cá này. Và hình như đây là lần tiêm thứ hai hay lần tiêm thứ ba gì đấy, hình như là lần tiêm thứ hai cho cá và cá đã có dấu hiệu bình phục. Như vậy là cái thuốc Baychin này của Đức rất là hiệu quả khi cá của các bạn bị lở loét. Một số bạn thì vẫn chữa được thôi bằng những cái phương pháp xanh xiết các thứ thì vẫn chữa được thôi. Tuy nhiên thì mình thấy là tình trạng cá của các bạn chưa bị quá nặng đến mức độ loét sâu như thế này thì các bạn vẫn có thể chữa được bằng xanh xanh metilen cũng như là các cái chất sát trùng như thuốc tím các thứ bôi thẳng vào vết thương. Tuy nhiên thì khi cá bị quá nặng thì các bạn nên sử dụng thuốc tiêm này của Đức Baychin giá 600.000, sử dụng được khá là nhiều lần cho cá. Tuy nhiên mua nguyên một lọ về để chữa cho cá thì các bạn nên cân nhắc với giá trị của đàn cá ở nhà của các bạn hoặc các bạn có thể dùng loại thuốc mình giới thiệu sau đây. Thuốc này thì nó có tên là Baymed của hãng Bayer thì các bạn có thể nhìn luôn ở trong video người ta đã ghi là chuyên dùng cho tôm cá và nó là sản phẩm thuốc thú y thủy sản nên chắc chắn là sẽ an toàn và hiệu quả cho cá của các bạn. Thì khi mà các bạn mua cái này về ở bên trên hướng dẫn sử dụng của thuốc các thứ cũng đã có hướng dẫn sử dụng để các bạn đánh những cái liều thuốc như thế nào đó hợp lý vào trong bể của các bạn. Các bạn chỉ cần đọc hướng dẫn sử dụng ở mặt sau của sản phẩm là các bạn có thể sử dụng thuốc để chữa trị cho đàn cá của các bạn nếu như cá của các bạn bị nhiễm khuẩn. Đó là thuốc Baymed. Giá thì hình như mình thấy là có bán một gói này của nó khá to, một gói này của nó 1 cân thì cũng có những cái gói nhỏ khoảng tầm 100 gram để các bạn mua về các bạn sử dụng với mức giá tương đối là hợp lý. Có một cái vấn đề ở đây, đó là khi mà các bạn ở xa sử dụng thuốc cho cá, từ từ mình quên mất, mình không nói là cái thuốc Baymed này là sử dụng các bạn có thể sử dụng để các bạn ngâm cá ở trong đấy nhé. Nó có liều lượng ngâm cá ở phía đằng sau của cái túi thuốc ấy, các bạn có thể đọc và các bạn áp dụng theo cái hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để các bạn ngâm con cá bị bệnh của các bạn vào trong đấy và điều trị cá bị bệnh của các bạn theo như cái hướng dẫn của nhà sử dụng họ đã ghi trên bao bì. Rồi, tiếp theo có một cái vấn đề ở đây đó là có nhiều bạn ở xa
ở những cái nơi mà nó lại không có bán những cái loại thuốc thủy sản này, mà thường là cá của các bạn bị bệnh ấy, nó chết rất là nhanh, nói chung nó chỉ rơi vào tầm tuần là khả năng cá các bạn lên đường luôn. Thì khi mà các bạn không có mua được kịp cái thuốc này về, những cái thuốc mà mình recommend, à mình gọi đề nghị cho các bạn ấy, mình giới thiệu cho các bạn ấy, thì các bạn cần xử lý như thế nào? Thì khi mà không mua được thuốc thủy sản thì mình cách cuối cùng là sử dụng đến cái thuốc tây, thuốc kháng sinh cho người. Tức là bạn cứ ra hiệu thuốc tây, bạn hỏi thuốc kháng sinh cho người về các bạn sử dụng. Và ở đây thì mình, đấy là cách cuối cùng thôi nhé, thì mình có khuyến nghị các bạn sử dụng một loại kháng sinh này. Đây để mình chèn cái hình ảnh của nó vào cho các bạn. Và đây, trước mắt của các bạn đó là kháng sinh oxytetracycline. Khi các bạn ra ngoài tiệm thuốc tây, các bạn nhớ hỏi mua loại oxytetracycline 250 mg để các bạn về các bạn đánh vào nước cho cá. Thì nếu như các bạn mua được cái loại nó ghi là oxytetracycline hydrochloride, như các bạn thấy cái bao bì thuốc ở trên video này, nó sẽ ghi là oxytetracycline hydrochloride thì tốt. Còn nếu như nó không có cái loại này mà các bạn đi nhiều tiệm các bạn hỏi nó không có, thì các bạn có thể mua loại nó chỉ ghi là oxytetracycline về, các bạn sử dụng cũng được. Và nhớ là liều lượng 250 mg. Thì với cái liều lượng 250 mg trên một viên thuốc này, mình khuyến nghị các bạn, tức là mình đề xuất cho các bạn đánh, để từ từ để mình tìm lại cái tờ giấy của mình, thì các bạn sẽ sử dụng là 16 viên thuốc. Để xem nào. Đúng rồi. 16 viên thuốc cho 300 lít nước. Các bạn ngâm cá trong vòng 3 giờ. Rồi sau đó các bạn lại thay toàn bộ nước đi. Với vấn đề là nước của các bạn là nước sạch nhé. Có nhiều bạn là thôi đừng cãi chảy cãi cối việc là có nên thay 100% nước hay không. Các bạn không thay được là việc của các bạn. Còn mình thay được nhé. Và đây là mình chia sẻ lại cho các bạn. Nếu mà các bạn sử dụng nước sạch để các bạn thay nước, nhớ là nước sạch không có clo nhé, thì thay 100% nước. Các bạn ngâm cá là 16 viên. 16 viên 250 mg này trong 300 lít nước. Nếu mà các bạn đánh ít nước hơn thì các bạn sử dụng tỷ lệ thuốc nó ít đi. Rồi sau khi các bạn ngâm cá khoảng 3 giờ, các bạn bỏ hết nước ấy đi, bỏ hết nước có thuốc đi, và các bạn lại châm lại nước sạch lại cho cá. Sau 24 giờ các bạn đánh lại. Cứ sau 24 giờ các bạn đánh lại một lần cho mình, và các bạn đánh cho cá khoảng 3 lần là cá của các bạn. Nếu nó ăn thuốc thì cá của các bạn phải có dấu hiệu bình phục. Và các bạn đánh cho mình tối đa là 5 ngày và tối thiểu là 3 ngày. À, các bạn nào mà xem video mà kêu là không được thay 100% nước chết cá thì đấy là việc của các bạn nhé. Đây là các bạn làm theo hay không, các bạn có nghe theo hay không là do khuyến nghị của mình, là do sự tin tưởng của bạn với mình thôi, còn mình không quan tâm. Còn các bạn không làm theo thì cá của bạn đằng nào nó cũng chết thôi nhá. Rồi ok, như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn về việc sử dụng kháng sinh, cho cá coi. Một số bạn hỏi là nếu mà bây giờ tôi không mua được loại 250 mg mà tôi mua được loại 500 mg thì làm sao, hoặc là cái số mg của nó khác đi. Thì khi mà mua cái loại 500 mg chẳng hạn, giả sử như mình vừa nãy mình nói là đề nghị các bạn đánh 16 viên trong 300 trên 300 lít nước, thì với cái 250 mg thì các bạn đánh cái 3 cái 500 mg các bạn chỉ đánh giảm đi một nửa thôi, bởi vì nó nặng hơn mà, nồng độ thuốc nó nặng hơn thì các bạn đánh giảm đi theo tỷ lệ. Cái này thì các bạn cần thiết phải biết cân đo tính toán, nói chung là các bạn phải học được toán nhé, chứ các bạn không học được toán và các bạn cũng không biết tính thể tích, cũng như các bạn cũng không biết tính liều lượng nó tăng lên giảm xuống như thế nào, thì cái này mình cũng bó tay luôn. Ok các bạn. Rồi. Như vậy là mình cũng đã chia sẻ cho các bạn là cái cách mà dùng thuốc, cũng như là nên dùng loại nào, hoặc là những cái kinh nghiệm của mình trong vấn đề dùng thuốc, cá mình có khỏi hay không. Nói chung là mình đã review đánh giá lại toàn bộ cái quá trình sử dụng thuốc của mình, từ những cái bài thuốc dân gian cho tới những cái loại kháng sinh mà mình chia sẻ cho các bạn. Thì sẽ có những bạn dùng nó khỏi và cũng sẽ có những bạn dùng không khỏi. Đây là chuyện rất bình thường khi mà trong cái quá trình nuôi từ trước đến giờ, chủ trại hoặc là những người nuôi trước người ta đã cho cá sử dụng thuốc rồi và nó xảy ra cái tình trạng kháng thuốc. Thì vì vậy mình khuyên các bạn là khi các bạn sử dụng thuốc thì các bạn cũng nên chú ý liều lượng
và không nên lạm dụng thuốc trong quá trình sử dụng thuốc để tránh cho con cá sau này nó bị bệnh lại hoặc nó bị những cái bệnh cũng là nhiễm khuẩn khác thì các bạn chữa thì nó sẽ bị nhờn thuốc và ảnh hưởng không tốt cho cái quá trình chữa bệnh của các bạn. Thì nếu như các bạn có gặp những cái vấn đề mà sử dụng thuốc nó không còn hiệu quả nữa thì các bạn bắt buộc phải đổi sang những cái loại thuốc khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và mình đã chia sẻ cho các bạn xong những cái kinh nghiệm của mình về sử dụng thuốc cho các bạn. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích, hãy cho một like và đăng ký kênh của mình để có thể theo dõi những video và bổ ích hơn, giúp chăm sóc những chú cá của các bạn khỏe mạnh. Cảm ơn và hẹn gặp lại.